Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị và chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, Chào luật sư. xin chào em. We have, Dạ. Could be expected that for the parking, because tôi bị một cái ticket về parking lot á. À hả? Mà cái ô của nhà đọc á nó là có đóng cái parking permit mà tôi có mua năm ngoái thì tôi có mua, nhưng mà năm nay tôi cũng mua rồi nhưng mà tôi chưa dán lên cái xe. À. Ngày mùng 9 thì ngày 10 tôi chưa dán lên xe thì ngày 11 nó đến nó ghi cho tôi một cái ticket. À. Rồi thì tôi in cái ticket đó với cái tờ mà tôi đóng tiền rồi với cái ticket đó tôi gửi lại á, thì nó nói là cũng phải đóng tiền nữa vì không có đầy đủ chi tiết gì đó. Nhưng nếu vậy thì phải làm sao bác luật sư, tự vì mình đóng rồi mà mình chỉ có chưa dán cái tích kịch lên thôi mà mình gọi. Dạ 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 thì nó vẫn đóng của bà tiền phạt mà ít hơn. Bây giờ nó có cho bà cái ngày hearing ra tòa không? Nó không có, nó kêu là phải trong vòng 21 ngày, một là viết thư, hai là sau 21 ngày phải đóng tiền đó. Thì bà viết thư và trình bày cái vấn đề đó. Thật sự đó, ngay cả nhiều khi mình không dán lên đó, nó vẫn có thể nó phạt, nó tính phạt mình tiền. Tuy rằng nó sẽ ít hơn là cái tiền mà mình không có mà thôi. Thường thường đó nó gọi là những cái gọi là administrative violation. Thí dụ như là mình registration kể hay là mình registration đúng nhưng mình quên dán cái ticket vô thì nó vẫn phạt mình. Nhưng mình có bằng chứng là mình có registration chẳng hạn, mình có cái sticker đó thì nó vẫn phạt mình nhưng mà số tiền ít hơn thôi. Ok. Nhưng mà nó không có đề là hơn mà nó đề vẫn giá giống như cái ticket. Thì bà sẽ viết là cái thư cho nó biết, bà cho nó đưa nó cái copy của cái proof của cái ticket bà đã có rồi. Thì bà viết thư cho nó biết là tôi đã có ticket rồi mà tôi chưa có kịp dán lên thì tôi bị cái parking ticket này. Nhá. Dạ cảm ơn bà. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Alo. Dạ, tôi luật sư Liêm. Dạ. Đây là anh hỏi nha. Alo. Dạ, ông có thể đặt câu hỏi. Ông đứng xa cái TV đi nha, tại nó bị echo á, nó khó nghe lắm. Dạ. Dạ, rồi, câu hỏi tôi ông. Tôi hỏi thăm luật sư, bà xã chưa có nhập tịch Lan là Green Card. À. Mà có cái giấy gọi kêu đi chú đi service á. À. Rồi đồng thời có con nhỏ nữa không biết sao ha. Thì mình cho ta biết đó là mình chưa vô quốc tịch nhá. Thì mình chỉ trả lại cho biết mình không có vô, thực sự đó nó cũng mình có cái lý do chính đáng là mình có con nhỏ và mình chưa vào quốc tịch đó thì có thể nó sẽ miễn cho mình nhá. Không có sao đâu. Cái lá thư cần hồi lại cho nó không cái lá. Dạ, cần cho nó biết nhá. Nhá, dạ. cần hồi báo lại cho nó biết. Thật sự ra đó. Rồi. Dạ. Rồi nó đâu có cái đề cái mục nào mà ghi là có con nhỏ hay là dạ mình dạ trong cái phần ở sau lưng á của cái jury á ticket đó. Dạ. Nó có cái phần nó hỏi nhá. Dạ. Thì mình trả lời cái phần đó. Nó sẽ không có nói về vấn đề con nhỏ, nó vấn đề gọi là hardship thôi nhưng mà nó có phần nó nói về vấn đề quốc tịch đó. Rồi, mình không phải có quốc tịch nhé, thì mình có thể mình từ chối, mình không có serve cái jury duty nhé. Ok, cảm ơn ông. Hello, chúng tôi ở đây. Dạ, tôi chào luật sư ạ. Dạ, xin chào bà. Dạ. Tôi có câu hỏi, một gia đình có một đứa con mà thí dụ như mà cha mẹ mà qua đời, mà nếu cháu được bao nhiêu tuổi thì cháu sẽ là người được được như là được giữ cái tài sản, ý bằng là có cái will hoặc là cái living trust thưa luật sư. Thế này, cháu bao nhiêu tuổi cháu cũng được hưởng cái tài sản đó. Tuy nhiên nếu đó tôi trả từng cái thì câu hỏi của bà coi nó đơn giản nhưng mà nó phức tạp lắm. Ok. Bây giờ cái nó có chung đó là cái người con đó nếu là duy nhất mà cha mẹ qua đời thì đó bao nhiêu tuổi vẫn được hưởng như thường. Tuy nhiên nếu mà cháu dưới 18 tuổi đó thì cháu chưa có cái năng lực pháp lý, do đó không thể đứng chủ quyền được. Mà đó trong trường hợp đó đó phải qua một cái người
mà đại diện cho mình, người lớn đại diện cho mình, mà thường cái người đó có thể là một cái người trong gia đình liên hệ với mình, hoặc là cha, hoặc là ông bà, hoặc là cô cậu chú bác gì đó. Bây giờ đó, nếu cái người cha mẹ của đứa nhỏ đó, ok, tùy theo. Nếu cha mẹ đứa nhỏ đó có cái di chúc hay không có di chúc thì đứa nhỏ đó vẫn được hưởng. Tuy nhiên, nếu mà đứa nhỏ đó dưới 18 tuổi mà cha mẹ đó có di chúc hay là ngay cả không có di chúc thì phải mở hai cái hồ sơ lận. Một cái hồ sơ nó gọi là probate để được hưởng, và cái hồ sơ thứ hai nó gọi là guardian of the estate, tức là phải bổ nhiệm một cái hồ sơ thứ hai để bổ nhiệm một cái người thân trong gia đình để bảo vệ cái quyền lợi của đứa nhỏ đó, để dưới cái sự gọi là supervision, sự mà kiểm soát của tòa, để cho những người lớn đó mà giữ cái tài sản đứa nhỏ đó không có sai áp hay lạm dụng cái tài sản đó của đứa nhỏ cho đến khi đứa nhỏ đó 18 tuổi thì nó sẽ được hưởng. Bây giờ nếu đứa nhỏ đó trên 18 tuổi mà cha mẹ có để di chúc hay là không có di chúc thì đứa nhỏ đó vẫn thể được hưởng. Khi đó đó đứa nhỏ nó phải ra tòa để mở hồ sơ probate, một hồ sơ thôi thay vì hai hồ sơ nếu mà đứa nhỏ đó dưới 18 tuổi. Và trong trường hợp này đứa nhỏ đó có thể tự mình đứng ra để đại diện cho cái estate của cha mẹ mình. Và khi đó, nhưng mà phải trên 18 tuổi và cái đó, thì tòa nó sẽ được bổ nhiệm, sẽ là administrator với cái thủ tục probate, thì sẽ đứa nhỏ nó sẽ gọi là thứ nhất là gom góp những cái tài sản của cha mẹ mình, hai là phải dùng cái tài sản đó để trả những cái nợ và thuế. Sau khi trả nợ và thuế rồi thì có thể xin tòa để mà được hưởng cái tài sản đó. Còn nếu mà cái hai vợ chồng qua đời mà có cái living trust á, thì đó, nếu con của họ dưới 18 tuổi thì họ có thể bổ nhiệm trước những cái người thân trong gia đình, cha mẹ hay là anh em của mình, để có thể đứng ra làm người giám hộ cho đứa nhỏ cho đến khi đứa nhỏ đó 18 hay tới một cái tuổi nào lớn hơn, 25, 30 gì đó, thì có thể giao cái tài sản đó cho nó. Còn nếu đứa nhỏ đó trên 18 tuổi thì cái người cha mẹ trong cái living trust đó có thể bổ nhiệm đứa nhỏ đó gọi là successor trustee, và đồng thời là beneficiary, tức là được hưởng và đồng thời có quyền. Thì khi cha mẹ chết thì đứa nhỏ đó now nó có quyền là nó được hưởng cái tài sản đó mà không phải qua thủ tục probate. Thì đó là cái câu trả lời cho tôi, cho một cái câu trả lời đơn giản của bà. Xin lỗi nó hơi phức tạp chút xíu, tại là tôi phải phân tích từng cái là như vậy. Ok, bà có câu hỏi nào khác không? Dạ, rất là nhiều nha. Okay. Dạ, nhưng mà tại vì muốn hỏi là nếu mà trường hợp ví dụ mình làm cái living trust thì cái đứa con mình á, là nó thường thường là mình phải push bao nhiêu tuổi để nó được... thường đó, dạ, tùy theo cái người cha mẹ, tùy theo cái phán xét của người cha mẹ. Nếu thấy con mình 18 tuổi là nó đủ chững chạc rồi thì mình có thể để nó hưởng khi tới 18 tuổi. Trong cái living trust á, nó sẽ có hai nhóm người. Thứ nhất đó gọi là trustee và successor trustee, là người có quyền trên cái tài sản của cái trust. Hai là beneficiary, là người được hưởng. Thành ra đó, nếu con mình trên 18 tuổi đó thì legally là nó có quyền là vừa là successor trustee, tức là có quyền trên tài sản, vừa là beneficiary, là người được hưởng. Tuy nhiên đó, có nhiều cha mẹ nghĩ ok, con mình 18 tuổi nó chưa có đủ trưởng thành, thì bây giờ có thể nó phải chờ đến 25 tuổi thì nó mới mature enough để mà có handle tài sản rủi mình qua đời. Thì trong trường hợp đó, nếu hai vợ chồng mà có những người thân, chẳng hạn cha mẹ hay là anh em chú bác gì của đứa nhỏ đó, mà những người đó mình thấy là có thể không có tham lam, có thể tin cẩn được, thì khi đó đó mình có thể bổ nhiệm những người thân đó, hoặc là cha mẹ, tức là ông bà của đứa nhỏ đó hay là chú bác của nó, để đứng ra làm tạm thời làm successor trustee cho đến khi đứa nhỏ đã 25 tuổi. Thì tới khi nó nhưng cái người successor trustee đó, khi họ làm á, rủ cha mẹ chết, sau khi nó 18 tuổi thì người đó vẫn có thể lấy tiền ra để nuôi, trả tiền học, trả tiền ăn cho nó. Nhưng mà đến khi nó 25 tuổi thì khi đó đó mới giao cái quyền lại cho đứa nhỏ đó, là bây giờ đó là nó có quyền, vừa có quyền trên cái tài sản đó và vừa có thể được hưởng cái tài sản đó. Cái đó là tùy theo
cái suy tính và phán xét của từng gia đình, tùy theo cha mẹ coi là con mình á, tới cái tuổi nào là nó có thể đủ trưởng thành để nó có thể hưởng cái tài sản. Ok, đó, tùy dạ, theo vâng, thôi. Dạ, thưa cảm ơn luật sư rất dạ, nhiều. Không có chi bà. Đến đây thì chúng ta lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị chờ trên đường dây đó, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng ta tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.